Video clip này sẽ giúp cho các bạn nghe được trọng tâm của bản tin và đưa ra được đáp án chính xác nhé. Xin chào quý bạn và các vị, chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bản tin 20 giờ tối thứ tư hàng tuần được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Viki Online và tôi, biên tập viên An Vũ. Konnichiwa, Viki Nihongo no An desu. Quay trở lại với bài học ngày hôm nay của Sensei, đó là chủ đề nghe bản tin, đúng không nào? Các bạn biết không, nghe bản tin là một trong những môn online mà năm nào cũng sẽ xuất hiện trong đề thi GPT N2. Tuy nhiên thì nó lại rất dễ bị đánh lừa. Các bạn có thể nghe hiểu sương sương được nội dung của bản tin nhưng lại không tìm được đáp án đúng do những cái phần thông tin râu ria ở bên xung quanh. Vậy thì video clip này sẽ giúp cho các bạn nghe được trọng tâm của bản tin và đưa ra được đáp án chính xác nhé. Như các bạn đã biết thì ở phần nghe bản tin sẽ có hai dạng chủ yếu, đấy là chúng ta sẽ nghe bản tin trên TV và trên radio. Thông qua hai câu môn này dưới đây thì hãy cùng với Sensei đi giải quyết vấn đề mà các bạn đang vướng phải nhé. Dạ, これ から問題1。テレビでアナウンサーが話しています。本を読む人が少なくなったと言われていますが、実は図書館については利用者数が増加傾向にあります。図書館としても今までにはないいろいろな試みを行っているんです。例えば、お茶を飲みながら本が読めるスペースや、利用者同士がおしゃべりできる部屋を作った図書館もあります。今回の取材の中では、図書館で高齢の利用者と親しくなって、いろいろな話を聞くのが楽しみになり、よく足を運ぶようになったという若者の声も聞かれ、一定の効果を上げていることが伺われます。図書館は静かに本を読むところだというイメージがありましたが、変わってきているようです。アナウンサーの話のテーマは何ですか？1. 図書館の数の変化。2. 図書館の利用のマナー。3. 図書館の利用者を増やす試み。4. 図書館の利用者の年齢層の変化。長かったね。một cái câu khá là dài và Sensei thấy rằng câu này khá là hóc búa, khá là khó. Không biết được rằng là các bạn có memo được giống như Sensei như thế này không? Bởi vì đây là môn online mà trên giấy thi không có bất kỳ một cái gì cả. Và khi mà chúng ta nghe thì để tìm ra được đáp án đúng thì memo là một cái điều rất rất là quan trọng. Ở đây thì Sensei đã memo qua một chút ở bên này, đấy là nội dung của cái bài thông báo vừa nãy. Và ở bên này thì là bốn cái đáp án mà Sensei nghe được. Thì các bạn thấy rằng là bài này là đang nói về vấn đề là gì ạ? À, là về toshokan đúng không? Và ở đầu tiên người ta nói rằng là những cái người mà đọc sách thì càng ngày càng skunaku nào được, càng ngày càng ít đi. Thế nhưng mà những người sử dụng thư viện ý thì như thế nào ạ? À, càng ngày càng tăng lên. Sau đó thì người ta nói rằng là gì ạ? Và ở thư viện người ta có những cái gì ạ? Iroiro na kokoromi okonatte được, tức là người ta tiến hành rất là nhiều những cái phương pháp để giúp cho mọi người đến thư viện nhiều hơn. Đó là những cái phương pháp gì thì người ta liệt kê ở phía dưới ta tôi và cái này, cái này, cái này. Sau đó thì mình thấy rằng đến thư viện thì có thể uống trà này, nói chuyện này, đúng không? Và càng ngày giới trẻ đến đây lại càng nhiều hơn, thay đổi cái cách suy nghĩ của mọi người, kawaru, đúng không? Đến Tosokan không chỉ là để đọc sách mà chúng ta còn đến đấy để có thể giao lưu, nói chuyện được với rất là nhiều lứa tuổi khác nhau nữa. Và ở đây bốn đáp án mà bài đưa ra, đáp án đầu tiên đấy là nói về gì ạ? À, sự thay đổi số lượng người sử dụng cái thư viện. Đáp án số 2 nói về mana của thư viện, đúng không? Đáp án số 3 là nói về những cái phương pháp để làm tăng cái số lượng người đến thư viện. Và đáp án số 4 đấy là sự thay đổi về độ tuổi của những cái người đến thư viện. Vậy thì đâu sẽ là đáp án đúng trong số 4 đáp án này? Để giúp các bạn có thể có được point tìm ra được đáp án đúng trong số 4 đáp án này thì bây giờ các bạn hãy cùng với Sensei phân tích script trong bài này nhé. Hãy. Như Sensei đã phân tích vừa nãy thì các bạn thấy rằng là gì ạ? À, đọc sách thì càng ngày càng ít đi. Thế nhưng mà ở đây xuất hiện từ masuka. Thì các bạn lưu ý là khi mà các bạn đi thi nghe á và chúng ta nghe thấy nani nani ga hoặc là demo ấy thì nó ở đằng sau nó sẽ là yuyo na pointo, tức là một cái điều rất là quan trọng. Thế nên là ở phía sau chính là cái phần mà các bạn cần lưu ý. Và người ta nói là jitsu wa, đúng không? Đây cũng là một cái pointo để giúp cho các bạn tìm ra được đáp án. Khi mà các bạn nghe thấy cái từ jitsu wa thì đằng sau nó chính là cái nội dung mà tác giả muốn nói. Vậy thì tác giả nói ở đây là gì? À, những cái người mà sử dụng toshokan thì như thế nào ạ? Joka kekoni arimasu, tức là càng ngày càng có cái khuynh hướng là tăng lên, đúng không?
Và tiếp theo thì các bạn thấy rằng là gì ạ? Để tăng cái đấy thì người ta đã iroiro na kokoromi o okonatteru desu. Để mà tăng những người sử dụng Toshokan thì người ta đã thực hiện rất là nhiều những cái phương pháp khác nhau. Sau đó người ta nói rằng là gì ạ? Tatoe ba, ví dụ đúng không? Và các bạn thấy ở đây là xuất hiện ya. À, ví dụ như là cái A và cái B. Tức là gì ạ? À, vừa có thể đến đây để uống trà, đọc sách mà lại có thể gì ạ? Osaberi nữa, đúng không ạ? Nói chuyện, trò chuyện được với nhau nữa. Các bạn thấy trong phần tiếp theo thì người ta nói rằng là trong một cái thu thập tài liệu, số liệu á thì như thế nào? Cái phần đằng sau này thì chỉ là một cái phần bổ sung cho cái ví dụ của số 2 ấy. Tức là đến đây có thể trò chuyện được với nhau. Thì người ta nói rằng iroiro na hanashi kiku no ga tanoshimi ni narimasu, đúng không? Và ở đây thì xuất hiện một cái cụm từ nữa, đấy là ashi o hakobu. Thì cụm từ này á, nó sẽ tương đương với động từ kuru. Tức là như thế nào? Bây giờ càng ngày càng thu hút, đúng không? Những cái người trẻ đến đây rất là nhiều. Và chỗ này thì xuất hiện một cái câu nữa, đấy là itte no kouka o agete iru koto ga ukagarete imasu. Thì đây, ở đây xuất hiện một động từ ukagaimasu. Thì động từ này nó có nghĩa là kagarete imasu. Tức là mình hiểu được rằng, mình suy nghĩ, mình thấy được rằng là gì ạ? Những cái việc làm ở phía trên, phương pháp mà ở phía trên ý, thì nó đã phần nào nó cho mình thấy được cái kết quả, một cái kết quả nào đấy, đúng không? Rồi, tiếp theo các bạn thấy rằng là câu cuối cùng người ta nói rằng là gì ạ? Ở Toshokan là để đọc sách, nhưng bây giờ đã cảm thấy như thế nào? À, đã thay đổi. Cái suy nghĩ đấy nó đã kawatteru you desu. Tức là đến Toshokan không chỉ là người ta để đọc sách nữa mà người ta còn được làm rất nhiều những cái thứ khác nữa. Vậy thì mấu chốt lại, bài này chúng ta sẽ tóm tắt cái bài này như thế nào? Đầu tiên, chúng ta tóm tắt lại cái bài này là à, chị này là chị đang nói về vấn đề là người đọc sách càng ngày càng ít đi. Nhưng, jitsu wa là những người sử dụng Toshokan thì càng ngày càng tăng. Tiếp theo nữa, và cái lý do mà tăng ý, thì đấy là người ta đã gì ạ? À, iroiro yatte iru kara. Người ta đã sử dụng rất là nhiều những cái phương pháp, những cái kokoromi khác nhau, đúng không? Và người ta đưa ra cho các bạn những cái ví dụ về những cái phương pháp đấy. Ví dụ chẳng hạn như là vừa có thể đọc sách, vừa uống trà này, hoặc là vừa có thể trò chuyện được với nhau ấy, đúng không ạ? Và ở đây thì người ta còn nói ra rằng là gì ạ? Người già và người trẻ có thể cùng nói chuyện với nhau và cuối cùng là nó có một cái hiệu quả rất là tốt. Các bạn đã thấy nổi bật lên rằng là ở trong câu này ý, cái điều mà Anansa muốn nói ở đây, chủ đề ở đây chính là cái gì ạ? À, có 4 đáp án nào, trong số 4 đáp án này thì các bạn sẽ chọn đáp án nào ạ? À, chính xác đáp án của chúng ta sẽ là 3番 ですね. Tức là người ta đang nói về gì ạ? Toshokan no riyousha o fuyasu kokoromi. Người ta nói về những cái phương pháp để làm tăng những cái người đến thư viện. Và các bạn thấy rằng là cái phần này chính là đằng sau cái phần chữ jitsu wa. Chính vì vậy trong bài này các bạn lưu ý giúp sensei nhé. Chúng ta sẽ lưu ý hai phần. Phần thứ nhất là khi mà trong câu xuất hiện chữ ga và chữ jitsu wa. Ngoài ra các bạn ơi, còn xuất hiện những cái từ, nếu như xuất hiện những cái từ khác, ví dụ chẳng hạn như là sore jori hoặc là shokode, thì đây đằng sau những cái từ này thường sẽ có liên quan đến đáp án ạ. Thế nên khi mà đi thi thì đây, những cái từ này là những cái từ giúp cho các bạn có thể đánh chọn được số điểm trong phần môn đai số 3. Ở trong cái bài này các bạn còn nghe thấy một cụm từ nữa, đấy là tatoeba, đúng không? Vậy thì thường ý, ở đằng sau cái từ tatoeba nó chỉ là bổ sung cho cái phần mà người nói đã nói ở phía trước thôi. Thế nên là đằng sau tatoeba nếu các bạn không nghe được thì cũng đừng quan tâm nó quá nhiều. Mà cái điều mà chúng ta quan tâm ý, là đằng sau những cái từ jitsu wa, sore jori và shokode. Đây chính là point để giúp cho các bạn tìm ra được đáp án trong bài này nhé. Rồi, bây giờ để ứng dụng cái phần mà các bạn vừa mới học xong, chúng ta thử nghe thêm một câu nữa trong phần bản tin radio nhé. Radio で女の人が話しています。健康のためには毎日の運動が必要だと分かっていても、なかなか続けられない方も多いと思います。でも毎日の過ごし方を少し変えるだけで軽いスポーツをするのと同等の効果が得られるそうなんです。じっとしている時間を30分減らす。その程度で十分です。これならちょっと気分を変えて、テレビを見る代わりに近所を散歩する。友人と喫茶店で話す代わりにウィンドウショッピングを楽しむなど、日頃していることを少し見直すだけでできそうですよね。女の人は何について紹介していますか ?1 日常生活に運動を取り入れる工夫2スポーツの楽しみ方
3. 無駄な時間をなくす工夫。4. 気分転換の仕方。じゃあ、問題2はどうですか？câu số 2 các bạn thấy thế nào ạ? Sau câu này thì không biết các bạn đã cảm thấy là môn đai số 3 phần nghe bản tin dễ dàng hơn hay chưa? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau phân tích qua một chút về phần memo nhé. Ở đây thì các bạn nghe thấy rằng là gì ạ? À, người phụ nữ, người Á Lan già thì đang nói chuyện ở trên radio đúng không? Và chị nói về vấn đề gì ạ? À, về vấn đề sức khỏe đúng không nào? Và chị nói rằng là để có một sức khỏe tốt thì ưng đô và hichio. Thế nhưng mà dạo gần đây thì có rất là nhiều người không thể duy trì được cái việc vận động. Và ở đây thì chị nói rằng là chính vì vậy chúng ta hãy sukoshi kata, chúng ta hãy thay đổi một chút đi đúng không? Và chị đưa ra những cái phương pháp để thay đổi. Ví dụ chẳng hạn như là một ngày thì chúng ta hãy giảm đi 30 phút ngồi yên tại một chỗ. Hoặc là các bạn có thể thay đổi khi bưng tên cẳng, thay đổi cái cảm giác của mình đi. Hoặc là thay vì là xem tivi thì chúng ta có thể là đi dạo. Hoặc là thay vì là chúng ta ngồi uống trà thì chúng ta có thể đi bộ để đi shopping đúng không? Và chị đưa ra rất là nhiều những cái phương pháp A, B, C, D, X, Y, Z này. Và ở trong cái bài này thì có nói rằng là gì ạ? À, nani ni chite hanashite imasu ka? Người announcer thì nói về cái vấn đề gì và có 4 cái đáp án. Đáp án đầu tiên là nói về gì ạ? Những cái phương pháp để đưa vận động vào trong cuộc sống hàng ngày. Đáp án số 2 là để những cái cách để cho bạn có thể tận hưởng, bạn có thể vui được với cả sport dự đúng không? Và cái số 3 đấy là gì ạ? Mudanashikano nakusu kufu, tức là cái phương pháp để cho các bạn có thể làm giảm đi, làm mất đi những cái thời gian vô ích đúng không? Và đáp án số 4 đấy là kibun no tenkan no shikata, tức là cách để chúng ta có thể thay đổi được tâm trạng của mình. Đâu sẽ là đáp án đúng trong số 4 đáp án này? Để các bạn có thể hiểu rõ hơn, tìm ra được point tổ, tìm được đáp án của bài này thì bây giờ hãy cùng với Sensei phân tích script một chút nhé. Như Sensei đã phân tích thì bài này đang nói về vấn đề là Kengo đúng không? Và để mà có một cái sức khỏe tốt thì chúng ta phải vận động rất là cần thiết. Thế nhưng mà ở những cái người mà không thể duy trì được nó ấy, thì rất là nhiều. Tiếp theo nữa thì chị có nói rằng là gì ạ? Demo. Thì các bạn thấy ở đây á, sau cái từ demo ấy là những cái điều mà người ta muốn nói. Thế nên là ở phần đằng sau này này, đây, chính cái phần đằng sau nó sẽ là những cái phần usual nakoto business. Vậy thì khi mà đi thi nghe, ngoài từ demo ra thì còn những cái từ nào để có thể giúp cho các bạn tìm được đáp án đúng nữa? Thì nó là những cái từ ví dụ chẳng hạn như là shikashi, desga, keredo. Thì các bạn lưu ý nếu như các bạn nghe thấy những cái từ này thì đằng sau nó sẽ là usual nakoto. Tức là nếu mà đã là usual là điều quan trọng ý, thì chắc chắn nó sẽ có liên quan đến đáp án. Vậy thì đằng sau demo là cái gì đúng không? Chị nói rằng là gì ạ? Maimichi no sugoshikata wo shikoshi kaeru dake de, tức là chúng ta sẽ thay đổi một chút về những cái cách mà trải qua hàng ngày. Và cách đó là những cái gì thì người ta đưa ra cho các bạn cách giải quyết. Cách giải quyết ở đây là gì? Thứ nhất các bạn thấy rằng là gì ạ? À, jitto shiteru shikan wo 30分 herasu, tức là chúng ta hãy giảm đi mỗi ngày 30 phút chúng ta ngồi yên tại một chỗ. Và để làm được điều đó thì announcer có nói rằng là gì ạ? À, thay vì là xem TV thì bây giờ hãy toàn bộ sử dụng, hãy đi dạo. Thì ở đây xuất hiện công thức ngữ pháp, đấy là công thức kawari ni. Thì công thức này nó có ý nghĩa như thế nào, các bạn còn nhớ ý nghĩa của nó không ạ? À, kawari ni b thì nó có ý nghĩa là làm b thay a. Vậy thì ở đây cái điều mà mình làm ấy là cái vế b. Vậy thì câu tiếp theo nói rằng là gì ạ? À, thay vì là chúng ta sẽ gì ạ? À, trò chuyện với bạn bè, uống trà, trò chuyện với bạn bè ở quán cà phê ấy, thì bây giờ chúng ta hãy gì ạ? À, shopping đúng không? Window shopping ở tanoshimu nado, tức là chúng ta hãy đi ra ngoài và mua sắm đi đúng không? Đi lại đi. Đó, thì đấy là những cái phương pháp để giúp cho mình có thể thay đổi được cuộc sống hàng ngày, vận động nhiều hơn. Tóm tắt cái bài này thì các bạn thấy rằng vấn đề mà người ta đưa ra ở đây môn đai đấy là gì ạ? À, cái việc vận động hàng ngày thì nó rất là tai hên. Và người ta đưa ra cái cách giải quyết cho các bạn hai cái chữ shikata, đấy là các bạn hãy giảm thiểu cái thời gian mà chúng ta ngồi im một chỗ. Và người ta đưa ra cho các bạn những cái phương pháp để mà giảm cái việc ngồi im một chỗ, đấy là làm gì ạ? À, chúng ta sẽ đi dạo thay vì xem TV. Ví dụ, đấy là ví dụ đầu tiên. Ví dụ số 2 là người ta sẽ bảo gì ạ? Thay vì là chúng ta sẽ ngồi uống trà hoặc là ngồi cà phê thì chúng ta hãy đi shopping, đi mua sắm đúng không? Và tiếp theo nữa thì các bạn thấy rằng là makobe lại của cái thứ nhất, cái ví dụ thứ nhất và cái thứ hai đấy là gì ạ? Người ta đang muốn nói là à, higoro no koro wo shikoshi kaeru dake, tức là ý của cái bài này là người ta đang muốn nói rằng muốn các bạn rằng là gì ạ? Hãy cố gắng thay đổi một chút những cái vận động trong cuộc sống hàng ngày của mình. Vậy thì đây chính là cách giải quyết ạ. Cái điều người ta muốn nói ở đây trong cái bài này là người ta đưa ra cho các bạn cách giải quyết, cái hướng giải quyết để cho các bạn có thể vận động nhiều hơn trong hàng ngày. Vậy thì đâu sẽ là đáp án đúng trong số 4 đáp án này ạ?
chúng ta hãy cùng nhau đọc lại cả bốn đáp án một lần nữa nhé. Đọc lướt qua thì các bạn thấy đáp án mấy sẽ là đáp án đúng ạ? 3번 desu ka? はい、じゃあ1番ですね。ロラン、日常生活に運動を取り入れる工夫、đúng không ạ? Có nghĩa là cái phương pháp mà chúng ta đưa vận động vào trong cuộc sống hàng ngày thì đây chính là đáp án đúng trong bài này. Vậy thì với những cái dạng bài này chúng ta sẽ có cái point để tìm ra đáp án nằm ở đâu? Thì các bạn hãy nhớ lại cho sensei nhé. Khi mà các bạn nghe, các bạn thấy xuất hiện trong bài có từ demo, shikashi, keredo, desu ka thì thường thường đằng sau nó sẽ là jujo na koto, tức là itai koto, là những cái điều muốn nói. Vậy thì chắc chắn nó sẽ có liên quan đến đáp án. Và thường thường với những cái bài này thì cái mức độ quan trọng nhất, jujo đồ của nó sẽ là đầu tiên người ta sẽ đưa ra cái vấn đề, sau đó người ta sẽ đưa ra cái lý do, và cuối cùng người ta sẽ đưa ra cái cách giải quyết cho các bạn. Chính vì thế á, thì đây cái cách giải quyết chính là cái itai koto. Vậy thì với những cái dạng bài này chúng ta lưu ý nhá, thường thường đáp án nó sẽ là cái cách giải quyết, được chưa? Rồi, và trong bài này còn xuất hiện một công thức ngữ pháp nữa, đấy là công thức kawari ni, xuất hiện khá nhiều trong những cái đề nghe. Thì chúng ta lưu ý lại là a kawari ni b, thì có nghĩa là làm b thay cho a, được chưa? Rồi, thông qua hai câu môn đai ichi và ni thì các bạn đã phần nào nắm được một vài những cái bí quyết nhỏ nhỏ để giúp cho các bạn có thể nắm chọn được số điểm trong phần môn đai số 3, phần nghe bản tin, đúng không? Bây giờ để các bạn có thể luyện tập được phần nghe bản tin thì hãy cùng với sensei nghe một câu trong môn đai số 3 của đề thi năm trước. Hãy cùng với sensei nghe và đừng quên rằng là các bạn sau khi nghe xong thì hãy comment đáp án ở phía dưới. An sensei sẽ là người giải đáp tất cả những thắc mắc và đưa ra đáp án cho các bạn nhé. Ja, kore kara kite kudasai. Terebi de 女の人が話しています。最近はインターネットで本が買えるので、この先本屋がいらなくなるんじゃないかなんて言われてますよね。もちろん初めから欲しい本が決まっていればインターネットで検索して買った方が早くて便利だと思います。でも私は結構本屋に行くんです。本屋には特に目当ての本がなくても表紙や題名なんかに魅力を感じて、その本を手に取って読んでみる。といったように、本との新しい出会いがあるんですよ。普段読まない作家の本なんかも、ふと目に触れたりして。そういう本を探すプロセスが好きなんです。女の人は何について話していますか？1. インターネットで本を買った経験。2. 本を読むことの重要性。3. 書店での人との出会い。4. 書店を利用する理由。Và bật mí cho các bạn rằng là buổi sau sensei sẽ tổng hợp cho chúng ta top 10 những cái từ lấy sẽ xuất hiện nhiều trong đề thi GPT để giúp cho các bạn có thể nắm chọn được số điểm trong phần môn đai số 4. Đừng quên xem clip của sensei vào thứ tư tuần sau nhé. Còn bây giờ sensei đến Yokohama để du lịch đây. Chào, mata ne.